mình đã hướng dẫn mọi người cách làm gen đậu bằng bột gạo Hàn Quốc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì việc mà tìm kiếm được bột gạo sẽ có vẻ là khó khăn hơn. Thế thì hôm nay để cho cái việc làm gen nó đơn giản hơn thì mình giới thiệu cho tất cả mọi người một cái công thức làm gen hoàn toàn mới với cái vật liệu rất là dễ kiếm và cái thời gian để chúng ta thực hiện có được một cái gen đậu cũng nhanh hơn, trong khoảng 30 phút là mình có thể là đã có gen đậu rồi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái vật liệu, những nguyên liệu cần thiết để mình thực hiện gen đậu. Thứ nhất là cái phần đậu xanh. Thì phần đậu xanh mình xem giống như là ở cái làm cách làm gen đậu ở trong cái khóa học online. Tức là đậu xanh mình sẽ dùng đậu xanh bỏ vỏ, sau đó mình nấu nhừ đi và các bạn xay nhuyễn, sau đó xem cho khô. Và cái cách xem mình cũng đã hướng dẫn rồi, có thể xem bằng bếp ga hoặc là mình xem trên lò vi sóng. Và cái độ khô của gen, độ khô của đậu xanh như các bạn thấy là ở đây là nó, mình sẽ dùng muỗng để mình múc cái phần đậu lên và mình thấy là cái phần đậu nó dẻo khô và bám chặt vào muỗng như thế này là đạt yêu cầu rồi. Thứ hai là mình sẽ chuẩn bị đường gluco. Các bạn, đường gluco thì nó giống như là mạch nha vậy, nhưng mình sẽ sử dụng cái loại mà trắng trong như thế này. Rồi cái thứ ba là bột nếp. Thì bột nếp mình có thể sử dụng bột nếp của Tài Ký hoặc là Vĩnh Thuận đều được hết. Và trong cái công thức ren này thì mình có một cái loại bột nó sẽ giúp cho ren dính kết, đó là bột tulip. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn luôn cái nơi mua, thì ở chỗ ở Bakerland có bán, thì các bạn có thể tới đó và mình mua một hộp là 300g thì mình có thể dùng được rất là lâu. Về cái công thức để mình có thể cán một cái tấm gen như thế này thì mình cần cái lượng như sau. Đậu xanh thì mình sẽ dùng 150g đậu xanh mà đã xem khô nha các bạn. Thứ hai là đường gluco, thì đường gluco đây mình sẽ dùng 40g. Thứ ba là về bột nếp, bột nếp mình sẽ dùng 6g bột nếp. Và bột tulip này mình sẽ sử dụng 5g. Đó là về nguyên liệu. Về cái dụng cụ ở đây, gen mình cũng cần một cái tấm gen phân silicon và một cái bay để mình cán. Ngoài ra các bạn cũng chuẩn bị màu, thì ở đây mình sử dụng màu Winton và màu sắc thì tùy theo mình thích màu gì thì mình sẽ trộn vào gen để mình sử dụng. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành như sau. Rồi, đậu xanh 150g, đường gluco 40g, bột nếp 6g, bột tulip 5g. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Hỗn hợp khô như này là do mình xên đậu xanh nó khô quá, khi mình trộn nó khó trộn. Các bạn có thể là cho thêm một xíu nước để cho phần hỗn hợp này mềm hơn, để cho nó dễ trộn hơn. Mình có thể cho một xíu nước còn nếu như phần đậu xanh của mình xem mà nó đã mềm rồi thì mình không cần phải thêm nước nữa. Sau khi mà trộn đều hỗn hợp này xong thì các bạn sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm, các bạn bọc kín cái phần hỗn hợp này và mình sẽ hấp trong khoảng 20 phút để cho hỗn hợp này chín. Rồi sau đó mình sẽ pha màu và mình sẽ cán lên gen. Rồi phần đậu xanh sau khi
mình đã hấp được khoảng 20 phút. Thì lúc mà phần đậu đang còn nóng, các bạn cho vào khoảng 2 gram dầu ăn. Mình sẽ trộn đều lên. Màu thì mình sẽ dùng tăm. Cái bột nó rất là dẻo cho nên là khi cán mình phải biết mạnh tay cái bay xuống, đồng thời là mình kéo bột, mình không có kéo ngược lại. Để nướng ren đậu thì mục đích của mình sử dụng lò nướng để mình lấy cái nhiệt độ nóng để làm cho ren nó khô. Thế thì ở trong gia đình thì thường chúng ta sử dụng cái lò nướng nhỏ thôi, thì các bạn sẽ điều chỉnh cho cái nhiệt độ của lò nó thấp nhất và mình mở lò trước là 5 phút để cho lò nóng sẵn, và mình cho cái khuôn ren silicon vào và mình để ở trong lò khoảng tầm 10 phút. Thì các bạn sẽ mở ra để các bạn coi thử xem là cái phần ren của mình nó khô chưa. Ở trường hợp nhà gia đình không có lò thì các bạn cũng có thể để cho ren đậu khô ở ngoài nhiệt độ bình thường trong khoảng 3 tiếng thì cái phần đậu xanh nó mới có thể khô được. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành nướng cái ren đậu. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lò trong vòng 10 phút và cái nhiệt độ của lò thì ở đây ở lò gia đình là cái nhiệt độ thấp nhất là mình thấy thường là 100 độ là thấp nhất, thì các bạn cứ điều chỉnh cái mức thấp nhất. Nhưng mà lò ở đây thì đây là cái lò công nghiệp cho nên là cái nhiệt độ mình điều chỉnh ở đây là 70 độ cả lửa trên và lửa dưới luôn. Sau khi mà mình bỏ vào trong lò được 10 phút, các bạn lấy ra. Mình sẽ thử. Mình thấy là cái phần đậu nó đã khô. Mình sẽ tắt lò đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần đậu xanh ra khỏi khuôn ren silicone. Ở trường hợp mà mình lấy khuôn ren ra và mình thấy là cái phần đậu xanh này nó hơi bị nóng quá, bị khô quá, làm cho cái phần bột này nó có thể bị giòn, các bạn sẽ để cho nó nguội lại ở nhiệt độ bình thường. Sau đó thì mình có thể mới tiến hành lột cái ren. Thì khi lột ren các bạn cần lột trở lại và mình sẽ lột cẩn thận để ren không bị đứt.